trẻ thơ như ngày nào những tâm hồn vẫn còn giữ được tự nét tiên thái an nhàn. Tết đến xuân rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Nhân dịp đặc biệt này, được sự cho phép của cha xứ An Tôn, ban của vụ giáo sứ, ban giáo lý, chúng con xin chào đón quý cộng đoàn và toàn thể các em thiếu nhi đến tham dự thêm văn nghệ trung thu cho em hôm nay. Và ngay ở đây, ngậm cái mồm, ngậm cái mồm vào. Em sĩ nhí đưa đến cho quý cộng đoàn cùng thưởng thức hòa cùng. Để bắt đầu cho đêm giao lưu văn nghệ mừng trung thu, con xin phép cha xứ An Tôn có lời phát biểu và khai mạc. Rồi. Vâng, và để cho chương trình văn nghệ được bắt đầu thì sau đây con xin mời ông Jose Vũ Văn Tuấn, xin mời ông sẽ ra khai mạc chương trình văn nghệ đêm hôm nay ạ. Vâng, và các cầu thủ như này bước xuống dưới cho anh một chút nhá. Đây rất lắm dây điện, đúng rồi, mình lùi xuống dưới cho anh một chút nhá. Xin chào tất cả các em yêu quý. Hôm nay chính lẽ là cha xứ sẽ ra khai mạc cho đêm văn nghệ trung thu của năm 2017 hôm nay, nhưng vì lý do cha xứ hơi mệt cho nên cha đã ủy quyền cho tôi để ra đây khai mạc ngày vui trung thu của các em. Các em thân mến, hôm nay có ngày vui tươi, vui chơi nhộn nhịp. Các em có biết nhờ ai không? Nhờ Chúa. Vậy tất cả các em sẽ đọc lại lời đáp ca của Thánh Lễ hôm nay. Muôn ngàn đời Chúa vân. Có ngày hôm nay với ông mà có. Bởi Thiên Chúa vậy. Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã tạo nên. Các em có vui mừng không? Chúng con vui mừng, sung sướng trở nên. Kính thưa đồng đoàn, thân mến, cùng các em yêu quý, hôm nay có ngày vui hôm nay. Trước hết là cha xứ cùng với tất cả các ban ngành trong giáo xứ đã cùng nhau và kết hợp với tất cả các quý ân nhân đã tài trợ, đã công tác với ban ngành cùng với cha xứ để có ngày vui hôm nay, và tiếp theo còn những ngày vui mà chiều nay chúng ta chưa thực hiện được. Cho nên tất cả giờ đây các em cũng như các bậc phụ huynh quý ông bà đã về đây tham dự đêm văn nghệ của ngày rằm trung thu của các em giáo xứ Kiêu Hà. Bây giờ các em đang mong chờ những lời ca tiếng hát, những điệu múa, thế rồi những trò chơi rất là nhộn nhịp. Giờ đây tôi thay mặt cha xứ xin công bố ngày vui liên hoan của đêm trung thu năm 2017 của các em giáo xứ Kiêu Hà bắt đầu.